Mô hình nông trại trường học gắn kiến thức học tập ở trường với thực tế cuộc sống, góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh, rèn cho học sinh phẩm chất yêu lao động, tích cực tự giác trong cuộc sống. Mô hình này đang được triển khai và nhân rộng ở các trường học trên địa bàn tỉnh Lai Châu, qua đó góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Phản ánh của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại huyện Than Uyên. Tận dụng các khoảng đất dư thừa, trường trung học cơ sở xã Ta Gia đã tổ chức trồng rau, chăn nuôi cho phù hợp, bảo đảm 100% học sinh đều được tham gia vào mô hình. Từ đó chất lượng bữa ăn được cải thiện rõ rệt, học sinh được sử dụng thực phẩm tươi sạch. Nhà cháu ở xa, cháu đến trường hơn 1 giờ. Cháu ở bán chú, thầy cô dạy dỗ, chăn nuôi gà vịt. Hiện nay, toàn huyện Than Uyên có 100% trường mầm non có vườn rau cho bé, 14 trường thực hiện mô hình nông trại trường học với trên 2.000 học sinh tiểu học và trung học cơ sở tham gia. Trong đó có các trường đã tự cung tự cấp đủ rau xanh và sản phẩm từ thịt. 10 trên 12 trường tổ chức chăn nuôi, các trường còn lại đã tự cung tự cấp ít nhất 50% sản phẩm rau xanh. Qua cái việc mà thực hiện thì các em học sinh đã thu về những các sản phẩm là rau xanh phục vụ cho các bữa ăn. Và đối với vật nuôi thì chúng tôi chủ yếu là hướng dẫn các em học sinh thực hiện các mô hình nuôi thủy sản, bao gồm có nuôi cá và nuôi ếch. Còn đối với chăn nuôi gia cầm thì thực hiện đó là hướng dẫn các em kỹ thuật chăn nuôi gà, chăn nuôi vịt. Qua cái sản phẩm thu được từ công tác chăn nuôi thì đã nâng cao cái năng suất và nâng cao cái chất lượng của các cái bữa ăn học sinh hơn. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tham mưu với Ủy ban dân huyện và phối hợp với chính quyền các địa phương là mở rộng các cái mô hình trường như cái hiện nay. Và cái thứ hai là cũng sẽ tăng cường về cái việc là kiểm tra nắm bắt về cái việc cung ứng thực phẩm của các cái nhà cung ứng để đảm bảo được cái nguồn thực phẩm khi mà đưa vào các nhà trường. Mặc dù diện tích dành cho nông trại ít, nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, giống, đa dạng cây trồng, vật nuôi ở trường học còn khó khăn. Nhưng mô hình nông trại trường học ở Than Uyên, tỉnh Lai Châu rất cần được nhân rộng để giải quyết các khó khăn về bữa ăn cho học sinh bán trú, hướng các em học sinh biết yêu lao động, sáng tạo, đoàn kết cho các em ở vùng sâu, vùng xa bớt phần khó khăn.